chơi. Chào mừng các bạn đã đến với channel của Gà Con Siêu Quậy nha. Thì hôm nay mình quay trở lại AV cô gái các bạn ơi. Giờ cũng giới thiệu cho các bạn biết, mình vừa cưu mang được một em sa cơ thất thế. Đây, trời ơi, tránh ra. Sao ta đang quay mình lại á màn hình hết trơn rồi. Đó, không biết cái em đó nhà em ở đâu nữa. Thất lạc. Cái đó nó lại đây, nó đậu lên cái nóc chuồng. Cái ông anh mình ông chụp rồi, thế là nó gia nhập AQ cô gái luôn. Cái bên em là cái em lương rù, giờ ra lông lông lá đầu đẹp đẽ rồi đó. Em này chắc là người ta nuôi mà bị sổng, người cũng không biết nương nhờ vào ai. Ở ngoài thì sống thì kiếm ăn khó khăn. Thấy ở đây, thấy gia đình, thấy gia đình cô gái ở đây sung túc quá. Lại đây, lại đây nương nhờ coi có ai cưu mang vô không, gặp ông anh mình hốt đem vô luôn. Rồi thế là em ở trong đây sống cũng được từng rồi. Anh mình cũng hốt hồi hôm Tết. Vô đây thì có cuộc sống ấm no rồi, ấm no hạnh phúc rồi, có bạn bè rồi, nhóc hết trơn rồi. Chỗ anh đang quay mình mổ bay đậu anh da trên đầu hoài. Con này nó phái lên màn hình lắm, thấy mình cầm điện thoại mình quay là nó bắt đầu nó lợi à. Chắc nó muốn làm nhân vật chính hay gì đó. Đi ra chính bên đây, quay em kia, em bay em kia. Chắc người ta nuôi nên nó cũng hơi dạng nè. Mình quay sát bên luôn, nó đâu có bay gì đâu. Ai đang nuôi nuôi mà cắt con đuôi cánh gì xấu quá, nên nó mới dạng gì chứ ở ngoài thiên nhiên là nó không được dạng gì đâu. Cái bên em là lương gù, hai em đang làm bạn với nhau. Em nó hồi chiều qua em cũng gù lắm nha các bạn. Chắc người ta nuôi gì nó cũng gù rồi. Qua nó vô đây nó cũng gù lắm. Cú cú, cú cú, cú cú. Mình gù thứ rồi nó gù theo không? Cú cú, cú cú, cú cú, cú cú, cú cú, cú cú. Em đang ngơ ngác. Còn em này đang lôi nhôi quá, đang quay mà lại kiếm chuyện. Thì tướng lưng gù đẹp rồi. Cú cú, cú cú. Thì anh, tình hình trong AQ qua Tết mấy em vẫn còn ổn, sống vẫn yên bình. Bốn em này giờ là đẹp đẽ quá ta. Bốn em Sigamalai. Quên chưa tắt đèn nữa. Tối bắt đèn là không bắt đèn là tới thui mấy em tí em phá lắm các bạn ơi. Em vô em canh hoài à. Bắt đèn cho sáng nặng nó thấy em tí nặng biết đường đi chạy. Em tí thì lâu lâu mới có thôi. Mình đề phòng trước kìa.
Mấy em ăn uống no say chứ ngày giờ mỗi em đậu nơi để cho nó ổn định tiêu hóa. Đó là có hai em cu lai nữa kìa. Ở dưới đất không sống mà giờ đặt sống bay nhảy giống trên cây nữa kìa. Cu lai á. Cu lai sigma. Bà đặt thấy đặt bắt trước đây. Bắt trước không nè. Nó bắt trước bây giờ sống cây nữa rồi đó. Ôi em cũng dạng dữ quá. Ôi em dạng khì à. Hàng gì ông anh mình mới chụp được. Gù cái con. Trời ơi. Cu lai Sigma này dữ rồi, cái này sao trên cây không à. Đó, tụi này giờ nó gà cu gì nó chung sống thân thiện nha. Thì cái kênh của mình đa số là gà cu không à. Bởi vì mình phải cho tụi nó sống thân thiện với nhau vậy đó. Trời ơi, gù quên được con nào giờ vô ổ úm rồi các bạn ơi. Nguyên một vàng. Ra phơi nắng. Vô ổ úm nữa. Dù quến được con nào rồi. Dù quến được con nào nó vô ổ nó gù được cái khác lại các bạn ơi. Hai em chia sẻ vẫn còn sống thế, vẫn còn ở trong đây. Vẫn ra chưa được. Vô được mà ra không được. Nhậu đi. Nhậu. Má mày. Má mày. Go. Go. Nhậm ơi. Má mày. Má mày. Má mày á. Giữ tao hả mày? Má mày. Nhông ơi.
Nhậu đi, nhậu đi. Nhậu đi, nhậu đi. Ok, nấu mày cũng hả? Mẹ mày, má mày, nói gì vậy? Mẹ mày, mẹ mày, má mày, má mày. Bạn này thấy nó kêu gấu 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 dữ không? Nó nói nhiều, nó nói nhiều đó các bạn ơi. Chửi thề cũng giỏi lắm, không biết ai dạy nữa. Má mày, má mày. Má mày. Ừ, mày đổ mày xuống hả? Chửi gì mày? Má mày. Má mày, má mày. Má mày. Má mày. Nhồng ơi, nhồng ơi. Nhồng ơi, nhồng ơi. Nhồng ơi. Nhồng ơi. Chứ gấu hoài vậy mày. Okay. Má mày. Má mày. Má mày. Go 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 go. Nhồng ơi, nhồng ơi. Nhồng ơi, nhồng ơi. Nhồng ơi. Nhồng nhồng, nhồng nhồng, nhồng nhồng, nhồng nhồng, nhồng nhồng. Nhồng ơi, nhồng ơi. Nhồng ơi, nhồng ơi. Con mình ở đây à, các bạn thấy không, nó quần cái đám cỏ chẹt lép. Trâu con bò gì chứ con gà gì, nó quần gì chẹt lép cỏ chứ. Nhậu đi. Nhậu đi. Nhậu đi. Nhậu đi. Sống em máy cho mày nha. Giờ mày gắn độc thân đi. Để anh vào có rồi anh sống em máy cho. Gà gì không có đẹp đẽ gì đâu mà mắc dữ không biết. Thôi để anh dành dụm tiền anh cưới vợ cho mày. Chứ giờ anh chưa có tiền để cưới cho mày nổi rồi. Mấy em gà, còn mấy em gà kiển Sigma Lion này thì mình cho ẻm qua đây. Bên đây rộng rãi thoáng mát, tụi nó vui chơi dữ rồi đã. Cây cối. Có cây cối rồi nước nôi rồi cỏ, bãi cỏ rồi. Quá trời đã. Qua đây thì im hơn ở bên kia rồi. Im bên kia không có cỏ.
cũng qua đây vui chơi thoải mái. Sung lắm rồi, con nào cũng nấy. Sigma mà la ác. Mấy con như bữa hổm này rồi nhớ chút xíu rồi. Các bạn thấy màu bự không? Đây là con gà nồi của anh Bá Trương. Nuôi đá các bạn ơi. Đây còn em nữa. Em kia 2.4, em này 2.1. Em này cái mặt kỳ vậy. Các bạn thấy xài dây chưa? Mới thấy xài dây nè các bạn. Đó. Xài mà nó xài dây nè. Cái lồng thông nè. Ở trên vàng ra vàng nè, ở trên vàng ra trái mới chịu à. Đó, xài dây đó. Đó giờ mình thấy xài cây không mà chứ mình mới thấy xài dây ấy các bạn. Đó, các bạn thấy xài dây không? Người ta trồng xài cây là xưa rồi, giờ mình trồng xài dây không à. Cho mấy cụ đó là mình trồng cỏ với lúa mầm cho nó lên, cho tụi nó có rau xanh để nó ăn. Ăn đi các con. Còn em này không gan. Thấy em trống đẹp trai cái lợi rồi rồi. Ăn đi không lan đi đâu ạ. Đích xệ xệ đi kiếm mẫu đẻ hả? Trời ơi, phái mấy em thấy mấy gà trống đẹp trai phái ghê lên. Ở đây cũng có hai em gà trống nè mà nó không chịu. Chắc hai con này tơ. Tơ nó không chịu, nó phải mấy già dặn cứng cáp hơn. Mấy em tơ này người ta cũng đẹp trai mà không chịu. Thôi video mình kết thúc tại đây các bạn ơi. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo nha. Chúc mọi người có những phút giây vui vẻ, gia đình hạnh phúc và một sức khỏe dồi dào. Bye bye, hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye bye.